Xin chào các bạn nha, Vĩnh Hoàng đang hôm nay làm then ở thôn Đoan Úy, xã Tân Hương, thị huyện Bắc Sơn này. Đây là cốc cầu Bắc Sơn làm như thế này đây, các nhà Long Đình. Hai cây kiếm. Đây là bàn thờ của Bắc Sơn. Đây một mâm lục đách trên này đang kinh. Anh này ăn cho lớn, cho chim to, lấy vợ nhanh. Các con ở trong mâm này ai học, ai lớn nhất? Anh cái là lớn tuổi nhất đúng không? Đây học lớp mấy? Lớp 9 á. Cái gì mà lớp 9? Lớp 10 rồi, lớp 9, 11. Lớp 11 theo người bé đây, lớp 11 phải thành thanh niên này. Đây. Sắp lấy vợ hết rồi cả đám này à? Anh đi ăn cho lớn, cao to khỏe mạnh, thanh gọi là thanh niên dài, chân dài hả? Chân dài dai rộng hay là cái gì? Lưng dài vai rộng chứ. Đấy thằng này biết rồi. Đây là nhà sàn rất là to, cao và thoáng. Đẹp lắm ấy. Đây này, các thanh niên nam nữ đây này. Đang bánh tẻng. Bánh tẻng xì với tẻng xì này là mì nhân với. Bánh chì, bánh chài, chỗ này gọi là bánh chài á. Chỗ khác nó gọi là bánh chì hoặc chì. Nó gỡ nó chắc đưa anh tỷ tăng cạn à, mấy tông à. Cái lạng sơn nó mì nhân nữa. Bánh ngại chứ mì nhân. Là sao mình nên bánh gì gốc hoặc là bánh này không đâu, nó mì nhanh đâu. Bánh ngải này chứng mì anh. Quay nhà sàn mát, hôm nay trời mát quá, hôm nay trời không nóng đâu. Rất là gió mát răng thanh. Ở đây còn có là bò, chỗ đen đen kia là lò để sấy thuốc lá. Trời ơi là trời. Sao có hai người này về ăn cùng trẻ con đấy. Qua 12 giờ mình lại làm với, làm nhanh để con về nhanh với, không là mệt lắm ấy. Cái này y lăng này. Lông chó. Cái này rung rung này có sợ chập không? Cái chỗ này này. Sợ sập vơ cái này à? Cái tiếng đàn. Thằng cô này học lớp 6 à? Tom, are the photo from your holidays? Yes, they are. This is Sydney, a city in Australia. What's this like? It's exciting with a lot of beaches.
What a beautiful place. Yeah, the beaches are very clean. Wonderful. Oh, this is London, isn't it raining? What bad weather. Yeah, this rains all the time. Can you see Big Ben? Yeah. On the River Thames is a landmark of London. It is. And this is Times Square in New York. Crowded, that is interesting. Interesting. You are lucky to visit many places. I am. What about your holiday? Here are some photos of my daddy's. Sports and games.